Chào tất cả mọi người. Đầu tiên cho mình gửi lời cảm ơn chân thành đến các bác, các cô, chú, anh chị em, bạn bè trong và ngoài nước đã nhiệt tình ủng hộ clip của mình vừa qua. Có rất nhiều phản hồi nhưng mà đại đa số đều đồng ý với cái ý kiến với nhận định mà mình đưa ra. Thì thông qua cái clip đó cũng giúp cho một số bạn trẻ có những cái suy nghĩ, những cái chiều hướng mới, có thể đặt ra câu hỏi và tự đi tìm câu trả lời. Còn đối với riêng bản thân mình thì cho đến giờ phút này, mình càng khẳng định thêm một điều là những gì mình đang làm hoàn toàn đúng đắn. Những cái lịch sử mà mình đã từng học hoàn toàn sai trái, hoàn toàn lệch lạc. Những cái điều mà mình mới tìm hiểu, mình mới biết đây, nó hoàn toàn có cơ sở để mình tin tưởng. Và mình cũng xin trả lời một số bạn có những cái ý kiến trái ngược như này. Có vài bạn bảo sao không về Việt Nam mà lo đi. Thì xin thưa với bạn, cá nhân mình hoặc cá nhân một ai đó đều không có khả năng để lo cho Việt Nam, để thay đổi cho Việt Nam. Cái mà chúng ta cần hiện nay đó là sự đoàn kết của cả một dân tộc cùng nhau đứng lên đấu tranh để lật đổ chính quyền, để thay đổi cái cuộc sống, cái xã hội hiện nay, để chúng ta xây dựng lại đất nước. Còn bạn nói tại sao lại không về Việt Nam nói mà ở nước ngoài nói? Sợ à? Đúng, bạn nói đúng, mình sợ. Chẳng những mình sợ mà những nhà hoạt động chính trị, những nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài họ cũng đang rất là sợ, tại vì họ biết rõ cái bộ mặt của Đảng Cộng sản, cái sự tàn ác, cái sự độc trị của Đảng Cộng sản ai cũng biết, cho nên ai cũng sợ. Đâu phải trong nước không ai dám lên tiếng, có đấy chứ, có nhiều người lên tiếng, nhưng mà người ta vừa mới đưa ra cái ý định, vừa mới đưa ra nhận định trái chiều với đảng thôi là đảng đã bắt giữ, đã bỏ tù người ta rồi, thì ai mà không sợ? Sợ chứ. Có một số ý kiến thì lại nói là tại sao những kiều bào nước ngoài cứ kêu gọi đồng bào trong nước là phải đứng lên, phải đấu tranh để giành độc lập mà lại không có những cái nơi để họ tị nạn chính trị. Thì như này, tị nạn chính trị nó sẽ xảy ra khi có chiến tranh hoặc khi cả dân tộc đứng lên lật đổ một chính quyền mà nhà cầm quyền dùng vũ lực để đàn áp người dân, thì khi đó những nhà chính trị nước ngoài, những nhà dân chủ nước ngoài, người ta mới có thể mở ra những cái nơi tị nạn chính trị cho các bạn. Còn với tình trạng xã hội Việt Nam hiện nay, thế giới luôn nhìn Việt Nam với một cặp mắt rất là bình thường, tại vì dân Việt Nam vẫn ấm no, vẫn hạnh phúc, vẫn hòa bình, vẫn yên ổn mà. Đảng nói thế, nhà cầm quyền nói thế, dư luận viên nói thế. Trời, Việt Nam có gì đâu mà bất ổn. Việt Nam xứ Nam Mộ, cơm ngày ba bữa, sáng cà phê, chiều cà phê. Có gì mà phải thay đổi, có gì mà phải lo. Vậy thì ai mà biết để mà giúp các bạn? Giống như các bạn đang bị ăn cướp trong nhà của các bạn, mà các bạn im lặng, các bạn không dám lên tiếng, thì người ngoài làm sao mà biết để mà cứu bạn? Mặc dù người ta biết là nhà bạn có cướp đấy, nhưng mà bạn không kêu cứu thì ai mà dám cứu, ai dám vô? Người ta xông vào nhà bạn, bạn đi kiện người ta là xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi sao? Cho nên việc cần thiết ở đây là dân tộc Việt Nam phải đứng lên, phải đoàn kết với nhau. Mình biết hiện tại đang có rất là nhiều cuộc biểu tình, đang có rất nhiều người lên tiếng, nhưng mà toàn là gờ gạc, không đoàn kết, chỉ có một nhóm người thì làm sao mà thay đổi được? Chúng ta phải cùng chung tay, chúng ta phải cùng đồng lòng với nhau. Tại sao Việt Nam lại mất đoàn kết như vậy? Tại vì suốt hơn 40 năm qua, họ đã gây chia rẽ trong dân chúng ta. Bạn nghĩ đi, thời xưa chiến tranh, Việt Nam chia hai miền Nam Bắc. Mà thời nay hòa bình rồi, Việt Nam lại chia ra ba miền Bắc Trung Nam. Suốt ngày chúng ta cứ ngồi đấy kỳ thị lẫn nhau, Nam kỳ, Trung kỳ, Bắc kỳ. Chúng ta cứ kỳ thị lẫn nhau thì chúng ta có hết kỳ được không? Hay chúng ta vẫn là người Việt Nam với nhau, mà chúng ta cứ ngồi đấy để kỳ thị lẫn nhau, không chịu chung tay góp sức với nhau, không chịu đoàn kết với nhau để đứng lên, để đấu tranh. Các bạn cứ sợ chính trị, các bạn cứ nghĩ chính trị là một cái chuyện gì đó rất là xa vời. Chính trị chỉ dành cho những người cầm quyền, chỉ dành cho nhà nước, chỉ dành cho những tổ chức có quyền lực, chứ không dành cho người dân. Người dân không cần phải quan tâm đến chính trị không ảnh hưởng gì tới dân cả.
Nhưng các bạn không biết rằng chính chị đang ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn hàng ngày đấy. Chính chị đang trực tiếp ảnh hưởng đấy. Chứ nó không có đâu xa xôi hết, chính chị xung quanh bạn. Hàng ngày các bạn hít phải không khí ô nhiễm, đó là do nhà nước này chưa xử lý được các trường hợp gây ô nhiễm môi trường. Hàng ngày các bạn uống nước bẩn, ăn chất độc hại, đó là nhà cầm quyền chưa giải quyết được vấn đề an toàn thực phẩm. Hàng năm các bạn phải gánh chịu lũ lụt thiên tai, đó là do nhà cầm quyền này chưa tìm ra được cái nguyên nhân và hướng giải quyết. Hàng ngày các bạn cho tiền con các bạn đi ăn học, đóng tiền trường để giáo viên dạy cho con các bạn, nhưng mà con các bạn học càng ngu, càng học càng dốt, là do các bạn đã phó mặc cái nền giáo dục này cho nhà cầm quyền để họ tự ý quyết định. Họ dạy cái gì bạn không cần biết, bạn vẫn cứ phải học, vẫn cứ phải đóng tiền. Những cái việc này nó ảnh hưởng trực tiếp lên cái đời sống của các bạn, ảnh hưởng trực tiếp lên gia đình, lên người thân bạn, lên bản thân bạn. Thì các bạn nghĩ, các bạn có nên quan tâm không? Chính chị có xa vời lắm không? Mà các bạn cứ thờ ơ, cứ nói đến chính trị ai cũng sợ hết á. Chính trị nó không đáng sợ, nó là những cái xung quanh chúng ta, nó là những cái chúng ta cần phải quan tâm, cần phải thay đổi. Và cũng có những bạn bảo mình là mày biết cái đất nước này, cái dân tộc này phải đổ bao nhiêu xương máu mới giành được độc lập, giành được tự do không? Mà mày muốn gây đấu tranh nè, muốn gây chiến tranh nè. Thì xin lỗi bạn, mình không cố tình gây chiến tranh, không cố tình muốn lôi kéo ai để dựng lên một cuộc chiến tranh cả. Bởi vì sao? Trong một quốc gia, nếu xảy ra nội chiến thì sẽ không có bên thắng và bên thua, mà là cả dân tộc đều thua. Tại vì sao? Nội chiến là chúng ta đang tự chém giết lẫn nhau. Người có lợi chẳng phải là chúng ta, mà người có lợi là cái thằng chó ở kế bên kìa, cái thằng chung quần què ấy, nó sẽ ngồi đấy ngư ông đắc lợi. Mình không hề muốn có một cuộc chiến tranh xảy ra. Mình kêu các bạn đứng lên, đoàn kết với nhau, lật đổ chính quyền. Lật đổ ở đây không phải là cầm súng chĩa vào đầu lãnh đạo, bắn họ chết, mà lật đổ ở đây là gây áp lực để họ thay đổi, để họ thật sự vì dân lo dân. Chứ không phải chúng ta bỏ tiền ra, bỏ công sức mồ hôi chúng ta ra để lo cho họ, để nuôi cả một bộ máy cồng kềnh như thế mà chả giúp ích gì được cho đất nước, chả giúp ích gì cho nhân dân. Chính quyền được tiếng là do dân vì dân, mà đã do dân chưa? Các ông lãnh đạo đã được nhân dân bầu cử chưa? Hay các ông tự đề cử lẫn nhau? Còn vì dân, đã thật sự vì dân chưa? Ở Hà Nội đấy, biết bao nhiêu con hồ đang bị ô nhiễm. Tại vì sao? Tại vì có rất nhiều đô khu đô thị, nhà hàng, nhà dân cứ xả thải ra đấy. Kênh rạch, ống thoát nước thì không có. Thế nhà cầm quyền tại sao không giải quyết đi, không xử lý đi? Còn ở miền Trung, tại sao có lũ lụt, chặt phá rừng, xây đập thủy điện, đô thị hóa không đúng quy trình? Thì tại sao cái nguyên nhân nó nằm chằng dần ra đấy, không giải quyết đi mà cứ toàn đi giải quyết cái hậu quả nó thế? Còn ở miền Tây, ở miền Nam, đồng bằng sông Cửu Long, tại sao mấy năm nay không có lũ về, không có mùa nước nổi? Các bạn có biết tại sao không? Tại vì Trung Quốc họ đang làm đập thủy điện ở trên đầu nguồn, họ ngăn không cho lũ về. Ở miền Nam chúng ta thì hạn hán, còn ở trên đó họ lại giữ chữ nước để tạo ra điện cho họ. Nhưng mà cái con sông đó đâu phải của họ, đâu phải cái quyền sở hữu một mình họ đâu. Tại sao nhà cầm quyền không giải quyết đi? Rồi những cái con sông, những cái kênh rạch của đồng bằng sông Cửu Long, nhất là sông Hậu, những năm gần đây bị ô nhiễm. Vì đâu? Vì các cái nhà bán giấy, đi men, xả chất thải ra hàng ngày đó, gây ô nhiễm đó. Tại sao nhà cầm quyền không giải quyết đi? Thế
là vì dân. Vì dân chỗ nào? Đã thật sự vì dân chưa? Tại sao chúng tôi luôn kêu gọi những bạn trẻ, người dân Việt Nam hãy thức tỉnh đi. Tại vì các bạn nghĩ đi, tham quan có chính quyền, chính quyền có đảng, đảng có bác, bác được lòng dân. Cho nên nếu các bạn mà cứ u mê, cứ ngu muội, vẫn còn mê ngủ trong cái bài hát gu của đảng, của bác Hồ đấy, thì các bạn sẽ chết bởi cái thiếu hiểu biết của các bạn. Có bạn bảo là không có Hồ Chí Minh, làm gì có mày ngày hôm nay? Thì xin thưa với bạn, thực tế đã chứng minh rằng không có Hồ Chí Minh vẫn có mình sinh ra đời. Tại vì mình thuộc thế hệ 9X. Còn Hồ Chí Minh đã chết cách đó mấy mươi năm rồi. Không có ông ta, mình vẫn sinh ra đời. Mình vẫn khôn lớn. Và hiện tại mình vẫn đang ngồi đây nói chuyện cho các bạn nghe. Thì tại sao lại nói không có Hồ Chí Minh, không có mình? Các bạn đừng có dùng những cái luận điệu mà không có một chút lý lẽ nào đó để ra nói với người khác nữa. Nó buồn cười lắm. Còn các bạn cứ nghĩ là không có Hồ Chí Minh, không có Đảng Cộng sản, thì Việt Nam làm gì có được độc lập tự do? Thưa với các bạn đã hoàn toàn sai lầm. Đó chỉ là một bức bình phong, đó chỉ là một màn kịch mà họ tự bịa ra. Tại vì Việt Nam không có Đảng, không có Hồ Chí Minh, cũng đã độc lập tự do vào năm 1945. Năm mà Pháp chiếm đóng Việt Nam, Nhật đã đánh đuổi Pháp và trao trả lại độc lập tự do cho vua Bảo Đại. Vua Bảo Đại đã đề cử ông Trần Trọng Kim lên làm thủ tướng, lên làm nhà cầm quyền. Thì năm đấy, Việt Nam chúng ta đã có độc lập, đã có tự do. Và năm tháng sau đó, khi mà Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố lớn của Nhật, thì Nhật cũng đã rút khỏi Việt Nam. Và Việt Nam chúng ta ngay thời điểm đó thật sự đã độc lập, đã tự do mà không hề có Đảng Cộng sản, không hề có Hồ Chí Minh. Nhưng sau đó, đồng bào chúng ta đã mở cuộc meeting tại Hà Nội với mục đích là kêu gọi đồng bào ủng hộ cho ông Trần Trọng Kim tiếp tục làm lãnh đạo. Nhưng mà Hồ Chí Minh đã đưa dân trà trộn vào đấy, đổi thành một cuộc ủng hộ, thành cuộc lật đổ chính quyền, cướp chính quyền. Thì các bạn thấy đi, nếu không có Hồ Chí Minh, không có Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng ta đã được độc lập tự do, chứ không có những cuộc kháng chiến chống Pháp sau đó, và cũng không có những cuộc nội chiến sau đó. Dân tộc Việt Nam sẽ không phải đổ máu như vậy. Sao Pháp lại trở lại xâm chiếm Việt Nam thêm một lần nữa? Tại vì lúc đó, chính quyền Việt Nam không được các nước khác công nhận. Vì cái chính quyền đó không phải của ông Hồ Chí Minh, nó là của ông Trần Trọng Kim. Ông Hồ Chí Minh đã đi năn nỉ Mỹ, đi năn nỉ Pháp công nhận là ông đã đánh Mỹ, đã đánh Pháp, đã đánh Nhật để giành độc lập tự do cho dân tộc. Nhưng mà những cái nước này người ta biết là không phải là ông làm. Độc lập tự do của dân tộc Việt Nam là do ông Trần Trọng Kim đã làm. Ông ấy không tốn một binh một chốt nào cả. Ông ấy không có binh quyền trong tay. Ông ấy đi lên bằng con số 0. Nhưng ông ấy đã dùng cái cách đàm phán để giành lại độc lập từ tay Nhật, từ tay Pháp. Thì các bạn thấy đi, nếu không có Hồ Chí Minh, không có Đảng Cộng sản Việt Nam, thì đất nước Việt Nam của chúng ta hôm nay, nó sẽ không phải đứng thứ hai từ dưới đếm lên, mà nó đã có thể sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu rồi. Các bạn cứ ngồi đấy, cứ ngu muội, cứ u mê với cái cuốn sách lịch sử trăm người viết, trăm người vẽ đấy. Cứ 1-2 năm là nó lại cải cách. Vì sao nó cải cách? Vì mấy cái thằng cộng sản, mấy cái thằng viết ra cái cuốn sách đấy đấy, nó còn thấy vô lý mà. Vài năm nó thấy chỗ nào vô lý quá, nó sửa lại. Mà các bạn cứ tin tưởng một cách ngu muội, cứ tôn thờ bác, tôn thờ đảng. Tôn thờ để được cái gì? Họ làm được gì cho đất nước chưa? Hay họ toàn phá hoại? Các bạn cứ tôn thờ bác. Các bạn đã thấy mẹ của ông Trường Chinh chưa? Cả đời tôn thờ bác, cả đời yêu bác, yêu đảng, hy sinh, đem vàng để lo cho bộ đội. Đến khi hòa bình rồi sao? Thằng con của bà lại đem bà ra đấu tố,
Lúc đó kêu đấy, kêu khóc la, bác Hồ đâu? Ngó xuống mà coi, bác có giúp được gì không? Hả? Thì bây giờ các bạn cứ tôn thờ bác đi, rồi khi nào mà chính phủ, mà nhà cầm quyền lại cướp đất các bạn đấy, đem hình bác ra, bác Hồ ơi, bác ngó xuống mà coi nè, coi cái đảng Cộng sản Việt Nam nè, coi cái đảng của bác nè, bác dạy tụi nó là cướp của người giàu chia cho người nghèo, mà bây giờ nó cướp hết của người nghèo, nó chia cho người giàu nè. Thử coi bác có lên tiếng bảo vệ các bạn không? Bác có cứu được các bạn không? Mà cứ ngồi đấy tôn thờ. Kêu các bạn tìm hiểu lịch sử không phải là vô lý, không phải là tự nhiên mà kêu các bạn tìm hiểu lịch sử. Tại vì chúng ta muốn lật đổ một cái chế độ, chúng ta phải biết nó sai ở chỗ nào, nó sai từ cái khi nào để chúng ta lật đổ. Chứ chúng ta mà cứ ngu muội, cứ nghĩ nó có công với đất nước, cho nên chúng ta cứ tôn thờ, cứ tôn trọng, thì đến bao giờ chúng ta mới có thể thay đổi được? Tìm hiểu lịch sử đi, làm ơn. Chúng ta có mạng internet, có điện thoại di động, lên mạng tìm. Các bạn cứ ngồi đấy, xem chỗ nào có ngực to, chỗ nào có mông bự. Anh nào đẹp trai, con nào ngực to hơn tao, tao lại đây tao kiếm chỗ tao xôi, ngực xệ, ngực lép, mày đặt khoe. Đó là cái lý do vì sao hôm nay mình ăn mặc hở hang như thế này, mình ở đây mình nói cho các bạn này. Tại vì mình biết giới trẻ Việt Nam hiện nay không hề quan tâm đến tình hình của đất nước, chỉ toàn lo chạy theo xu hướng, toàn chạy theo cái lạ, mà các bạn không hề quan tâm đến cuộc sống xung quanh của các bạn. Có nhiều ý kiến hỏi tại sao những bất công trong xã hội Việt Nam hiện nay đa số đều là nữ giới lên tiếng, thế còn nam giới đâu, tại sao họ không lên tiếng? Có những anh người bạn của mình cũng bảo thôi em ơi, em nói ra làm cái gì, nói ra có được cái gì đâu, em nói ra em không sợ bị bắt à, không sợ chết à? Em nói như thế này chắc anh cũng đừng có buồn. Người ta có câu sau lưng một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ, nhưng mà dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng sau hơn 40 năm và dưới cái mái trường xã hội chủ nghĩa thì cái câu nói đó nó đã được cải cách rồi. Nên là đằng sau cái quấy của một người phụ nữ luôn có bóng dáng thập thò của những thằng đàn ông. Thời xưa nam nhi chí tại bốn phương, nhưng mà thời nay nam nhi chí tại bốn chân giường. Ngày xưa thanh niên dép súng ra xa trường, nhưng mà ngày nay thanh niên dép súng toàn lên giường mỹ nhân không à, không có lo gì hết á. Còn những bạn nữ suốt ngày cứ tìm cách cô coi làm sao, làm như thế nào để cho ngực nó to ra, để nhiều trai mê, làm như thế nào để có người yêu đẹp, nhà mặt phố bố làm to. Các bạn nghĩ đi, nếu một thằng đàn ông mà nó yêu bạn vì cái cặp ngực của bạn á, thì mình khuyên bạn nên đi cắt luôn cái buồng trứng của các bạn đi. Tại vì khi các bạn sinh con á, ngực có to có tới đâu á thì nó cũng xệ tới gốn à. Lúc đó thì cái thằng đó nó cũng đi kiếm cái con khác ngực to ngực căng hơn à. Chúng ta đến với nhau là vì tấm lòng chứ không phải vì cái vẻ bề ngoài. Vẻ bề ngoài chỉ thu hút được tạm thời, nhưng mà chúng ta có thể ở với nhau là vì cái tấm lòng. Tại sao mình lại làm những cái clip như thế này? Mình không phải làm ra để đùa, để chơi, để câu like hay để nổi tiếng. Mình làm cái này có khi còn ảnh hưởng đến cả tính mạng, đến cả gia đình của mình đấy. Nhưng mình vẫn làm. Các bạn ở trong nước thì các bạn nghĩ là bình yên lắm, các bạn nghĩ yên ổn lắm, các bạn đang sống trong một thiên đường. Nhưng mà các bạn không biết đâu, cái đảng Cộng sản Việt Nam nó rất là độc ác, nó rất là độc tài. Hay ai mà lên tiếng nói ra sự thật, ai mà phản bác, ai mà chỉ trích, nó có đã giết chết người ta. Bạn thấy đi, những người có chức có quyền trong nhà nước đấy, họ còn bị ám sát, thì huống chi một người dân như mình. Nhưng mà mình vẫn nói, tại vì mình không muốn phải sống luồn cúi nhục nhã cả cuộc đời. Mình không muốn thế hệ con cháu của mình sau này vẫn phải cực khổ như vậy. Chúng ta là con người, chúng ta có quyền được tự do, được dân chủ, được hạnh phúc. Chứ không phải chúng ta cứ suốt ngày cắm đầu xuống đất, làm lụng suốt ngày để lo cho chính quyền, lo cho đảng, lo cho nhà nước, mà nhà nước chả lo được gì cho chúng ta, mà chúng ta vẫn không dám nói. Ai mà không sợ chết? Mình cũng sợ chết vậy. Nhưng mà
có ai chết hai lần không? Ai cũng chết một lần hết á. Ai rồi cũng đến lúc không phải chôn thì là thiêu xác. Chỉ có ông Hồ Chí Minh thôi, ông làm nhiều việc ác quá, cho nên ông mới nằm phơi thay ở Lăng Ba Đình đấy. Còn chúng ta chết đều chôn hoặc thiêu hết á. Ai cũng chết hết thì chúng ta sợ cái gì? Bạn sợ lên tiếng sẽ bị bắt bỏ tù, sẽ bị giết hại. Thế bạn có biết là đất nước Việt Nam của chúng ta hiện nay đang là một cái tù lớn hay là không? Tù nhỏ với tù lớn nó cũng như nhau thôi à, cũng vẫn là cái tù đó à. Còn các bạn sợ chết, nhưng mà các bạn có biết là thằng chết đang ở cạnh các bạn không? Những cái chất bạn đang ăn hàng ngày đó là chất độc đó. Cái không khí bạn đang hít vào cơ thể đó, nó có thật sự là trong lành không? Chúng ta sợ chết nên chúng ta luồn cuối để sống thêm mấy chục năm nữa, tồn tại thêm mấy chục năm nữa trong nhục nhã. Tại sao chúng ta không mạnh mẽ đứng lên đấu tranh để giành lại cái quyền tự do của chúng ta, để chúng ta có thể sống hưởng thụ cuộc sống, chứ không phải là để tồn tại. Ai cũng có quyền được sống, ai cũng có quyền được tự do hết. Nhưng mà bạn thấy đấy, trong đất nước Việt Nam, bạn có được tự do không? Nói ra là phản động, nói ra là bán nước. Đi ra đường thì sợ công an, về nhà thì sợ ăn trộm, ăn cái gì cũng sợ chết hết á, mà không ăn thì cũng chết. Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau chung tay góp sức, không đoàn kết lại với nhau để lật đổ cái chế độ đó, để xây dựng lại một đất nước, một xã hội tươi sáng hơn? Những lời hôm nay mình nói, hy vọng là các bạn sẽ nghe và tiếp thu. Mình không đàn ép, mình không bắt bạn phải tin mình, phải nghe mình 100%. Nhưng các bạn hãy nghe và suy nghĩ, lược ra đâu là cái cần phải nghe, đâu là sự thật. Đối chiếu với cái cuộc sống đi, cái xã hội hiện tại đi. Không ai đàn ép các bạn cả, chỉ có Cộng sản Việt Nam thôi. Cho nên các bạn hãy bỏ ra chút ít thời gian để tìm hiểu. Đừng u mê nữa, đừng vui chơi trụy lạc nữa. Chúng ta giành lại độc lập tự do, giành lại cái nhân quyền của chúng ta. Thời gian sau này chúng ta còn có thể ăn chơi sau. Chứ đừng có ăn chơi mà luồn cuối. Đừng có suốt ngày không dám ngẩng mặt nhìn đời. Ở Việt Nam thì họ nói sang chảnh lắm. Việt Nam là số 1, là number 1, ai cũng nể trọng hết á. Nhưng mà các bạn thử đi ra nước ngoài đi, cúi cái mặt xuống, nói nhỏ nhỏ, tôi là người Việt Nam. Đi qua Singapore đi, Mã Lai đi, nói mày qua đây làm gái hả? Các bạn thấy có hãnh diện không? Có tự hào hay là không? Những anh miền Bắc miền Trung ấy hay kỳ thị những người miền Tây chúng tôi ấy, là đi nước ngoài lấy chồng vì ham tiền. Đúng, chúng tôi ham tiền, không những ham tiền mà là khao khát tiền. Bởi vì sống với cái chế độ xã hội cộng sản ấy, không có tiền mà sẽ chết, không có tiền mà sẽ bị coi là coi ghẻ, cho nên chúng tôi rất ham tiền. Nhưng mà các bạn nghĩ đi, tại sao chúng tôi phải đi ra nước ngoài? Tại sao không ở Việt Nam, không lấy người mình yêu thương mà đi lấy người mình không thương? Tại vì Việt Nam nghèo. Tại vì sao nghèo? Không ai biết cả. Còn những anh miền Bắc miền Trung hiện nay đấy, tại sao dạo gần đây, mấy năm trở lại đây, lại ùn ùn đổ nhau đi ra nước ngoài lao động? Tại vì trong nước không có công ăn việc làm, phải đi ra nước ngoài lao động. Có người bảo là nhờ đảng, nhờ nhà nước, nhờ chính phủ cho nên tôi mới được đi xuất khẩu lao động. Mình cảm thấy rất là buồn cười. Các bạn nhờ chỗ nào đấy? Nhờ như thế nào đấy? Chỉ mình với. Các bạn cũng phải bỏ ra trên dưới 100 triệu cho họ, đút vào mồm họ, các bạn mới được đi. Để sang nước ngoài các bạn làm lụng cực khổ, cả năm trời các bạn mới lấy được lại cái vốn đó. Mà đi nước ngoài mình làm đã cực khổ rồi, mà còn bị người dân bản địa người ta xem thường nữa, thì các bạn nghĩ có hãnh diện hay là không? Có đáng tự hào không? Chính quyền có thật sự là lo cho dân không?
tốt với chúng ta không? Hãy tự suy nghĩ đi. Chung tay cùng nhau, đoàn kết, lật đổ chế độ. Lật đổ không phải là giết hại, không phải là chiến tranh, mà lật đổ là cái sức ép để họ thay đổi, để chúng ta cùng nhau chung tay xây dựng đất nước. Đừng để cái thằng Trung quần què kế bên nó nhìn đất nước Việt Nam của chúng ta đang loạn lạc, đang ấu đả lẫn nhau, rồi nó ngồi đó nó cười nhá. Mình nói đến đây, xin cảm ơn tất cả mọi người đã cố gắng lắng nghe.